Năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều thành tích ấn tượng của cả thầy và trò. Những kết quả đó được ghi nhận tôn vinh tại lễ tuyên dương khen thưởng giáo viên giỏi, học sinh giỏi thủ đô. Quận Hoàn Kiếm tiếp tục ghi dấu ấn nổi bật với gần 1.300 giải thưởng cấp thành phố, cấp quốc gia và quốc tế. Là đơn vị xuất sắc 14 năm liền trong phong trào thi đua của thành phố năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm tiếp tục đạt được những kết quả rực rỡ với gần 1.300 giải thưởng từ cấp thành phố, cấp quốc gia và quốc tế. Tham dự các kỳ thi trong nước và quốc tế với sự phong phú về số lượng và đa dạng trong các lĩnh vực từ toán, khoa học, công nghệ, tiếng Anh cho tới các cuộc thi viết như UPU, đại sứ văn hóa đọc hay các cuộc thi năng khiếu, nghệ thuật, thể thao. Ở bất cứ sân chơi nào, các em cũng đạt thành tích xuất sắc, mang niềm vinh dự về cho trường, cho quận và cho thành phố. Cùng với đó, đội ngũ nhà giáo thủ đô đã không ngừng sáng tạo, thử thách bản thân ở những cuộc thi khác như hội thiết kế bài học STEM, ngày hội văn hóa thể thao, cán bộ, giáo viên, nhân viên, ngày hội công nghệ thông tin và STEM, đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc. Nhân dịp kết thúc năm học, ngành giáo dục và đào tạo thủ đô đã tặng thưởng và vinh danh các giáo viên giỏi, học sinh giỏi đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua, hội thi, kỳ thi cấp quận, cấp thành phố và cấp quốc gia, quốc tế. Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2024-2025. Theo nội dung được đưa ra, sẽ có hơn 21.300 học sinh sẽ không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm nay kỳ thi được tổ chức với 158 điểm thi, trong đó 147 điểm thi vào lớp 10 thường và 11 điểm thi vào lớp 10 chuyên. Mỗi điểm thi đều được bố trí 3 vòng thi dự phòng, mỗi phòng thi có tối đa 24 thí sinh, nhằm tạo thuận lợi cho việc di chuyển của phụ huynh và học sinh khi đi thi. Sở đã bố trí các điểm thi được phân bố trải đều ở tất cả các quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh huy động hơn 13.500 giáo viên làm công tác coi thi và hơn 2.300 cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm thi. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra ngày 6 và ngày 7 tháng 6 với 3 môn thi bắt buộc là toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Học sinh thi vào lớp 10 chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm bài thi tương ứng. Năm nay, số học sinh dự kiến tốt nghiệp trung học cơ sở của thành phố là gần 115.000 em. Sau khi tăng hơn 5.500 chỉ tiêu, tổng chỉ tiêu lớp 10 công lập năm học 2024-2025 của Thành phố Hồ Chí Minh là sẽ hơn 77.300 chỉ tiêu. So sánh số thí sinh đăng ký và tổng chỉ tiêu tuyển sinh cho thấy có hơn 21.300 học sinh sẽ không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới. Hôm nay, tỉnh Hà Nam đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề Hành động thiết thực ưu tiên nguồn lực cho trẻ em. Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 với nhiều hoạt động như tổ chức chiến dịch truyền thông để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu các nguy cơ, xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em, hỗ trợ trẻ em là nạn nhân của xâm hại, bạo lực, khám chữa bệnh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện. Nhân dịp này, 155 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận học bổng và xe đạp của Quỹ Bảo trợ trẻ em và các nhà tài trợ.